Dạ vâng, mến chào tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuyết Tuyết OSA Cuộc Sống Mỹ, nơi Tuyết sống là thành phố San Jose phía Bắc Cali. Thì hôm nay Tuyết xin chia sẻ với quý vị và các bạn câu chuyện của một người bạn rất là dễ thương, và bạn này đã truyền cho Tuyết rất là nhiều năng lượng sống cũng như là một sự ngưỡng mộ. Bạn ấy luôn có một cái tinh thần rất là lạc quan, một cái ý chí rất là kiên cường và một cái sự nỗ lực cho bản thân. Ở Việt Nam, bạn này qua Mỹ cũng được gần 4 năm rồi các bạn. Và ở Việt Nam các năm trước thì bạn ấy có một công ty, là bạn ấy là giám đốc của một công ty cá nhân, công ty tư nhân là công ty của chính bạn ấy luôn. Bạn ấy là kế toán, thì bạn ấy mở công ty dịch vụ kế toán, bạn ấy nhận sổ sách của tất cả các công ty về làm và có thuê cả nhân viên để làm luôn, làm số liệu khai thuế cho tất cả các công ty đó các bạn. Và bạn ấy cũng là một phó giám đốc của một công ty xuất khẩu, sản xuất những cái linh kiện, những cái đồ gỗ đó các bạn, bàn ghế tủ gỗ xuất khẩu sang Mỹ luôn. Và đi làm thì có tài xế đến đưa đón bằng ô tô, và công ty đó là công ty của Đài Loan. Và khi sang Mỹ thì tất nhiên là phải bỏ lại tất cả những cái gì mình đang có và sang đây để làm lại từ đầu. Và 4 năm trước thì bạn ấy đã đặt chân đến Cali. Và sau 3 năm đặt chân đến Cali thì bạn ấy đã lấy được cái bằng tóc. Và cái bằng tóc ở đây, ở Cali thì trước đó là mình lấy là, bạn ấy lấy học đó là 1.600 giờ nha cả nhà. Và sau hình như là năm rồi á các bạn, bắt đầu từ năm rồi, năm 2021, 22 gì đó, là cái bằng tóc ở Cali thì nghe nói là còn có 1.000 giờ thôi, nhưng mà cũng không có phải thi thực hành nữa, chỉ thi lý thuyết thôi. Và trong thời gian học cái bằng tóc thì bạn ấy đi làm trong nhà hàng phở, bưng phở cho một cái nhà hàng cũng ở thành phố San Jose thôi, vừa đi làm để kiếm tiền, đóng tiền nhà, tiền cửa, tiền học phí. Thì bạn ấy cũng có gia đình, chưa có con. Đi làm một ngày thì đi bưng phở mấy tiếng đồng hồ đó, 6-7 tiếng đồng hồ. Có ngày nào không đi học thì bưng phở từ sáng tới chiều 10 tiếng đồng hồ luôn. Và thời gian còn lại thì tới trường học. Và vừa học vừa làm suốt nhiều năm trời như vậy, thì sau một thời gian thì bạn ấy cũng lấy được cái bằng tóc rồi. Và khi lấy cái bằng tóc rồi thì cái bằng tóc ở Cali á, thì nó là cái bằng Cosmo, người ta gọi là cái bằng tóc, nhưng mà thật ra nó là cái bằng Cosmo, nó gọi là cái bằng thẩm mỹ, nó làm chung cho các ngành thẩm mỹ á cả nhà. Thì người ta dạy cho mình cắt tóc, uống tóc, nhuộm tóc. Nhưng mà cái bằng tóc bên đây hình như mình không được cạo râu nha các bạn. Và người ta dạy cho mình cả facial, chăm sóc facial, nhưng mà chỉ là cái dạng cơ bản thôi. Và người ta dạy mình cả làm nail luôn. Và mình có cái bằng đó, làm đã được cắt tóc, làm facial, làm nail và waxing, là nhổ waxing, nhổ chân mày bằng sáp á các bạn. Và tuy nhiên rằng cái bằng mình học ở bên đây á, thì cái thời gian học lý thuyết nó nhiều hơn là cái thời gian thực hành. Và khi học ra rồi thì mình cũng phải rất là khó khăn để mà hòa nhập vô cái ngành nghề đó. Và bạn ấy ưu tiên chọn cái nghề nail, tại vì cái nghề nail là cái nghề dễ kiếm tiền và dễ xin việc nhất. Và hiện tại thì bạn ấy cũng làm nail được khoảng một thời gian. Tuy nhiên rằng qua khỏi được, đã cố gắng và vượt qua được cái mùa đông rồi, thì cái thu nhập nail ở mùa đông, mặc dù ở Cali nó không có tuyết, nhưng mà thu nhập nail mùa đông nó cũng rất là chậm. Tại vì nó không có tuyết nhưng mà nó vẫn lạnh các bạn. Mình, người ta ở trong nhà không, người ta không có đi ra đường, người ta mang vớ suốt 3-4 tháng mùa đông, người ta không có cởi vớ ra thì đâu có ai làm chân đâu. Và bạn ấy chọn một cái thành phố của người giàu, một cái thành phố cách San Jose khoảng 45 phút. Và mỗi ngày đi lái xe lên trên đó 45 phút để mà đi làm. Và tiệm đó thì cũng khá là đông thợ, cũng có khách chủ tốt, cũng có khách nhiều, vị trí tốt. Nhưng mà thợ đang đông, thành ra bạn ấy chỉ làm một tuần có 3 ngày thôi. Và bạn ấy đến ngày tháng 5 vừa rồi thì cái thu nhập của ngành nail thì theo bạn ấy chia sẻ thì cũng không có cao. Một ngày mà có ngày bạn ấy nói rằng chia ra rồi chỉ còn được có 100 đô thôi. Thì cũng có ngày 80 đô, cũng có ngày 150 đô. Là thì bạn ấy
đang bị cái áp lực, tại vì bạn ấy ở Việt Nam, bạn ấy đã mua cái bảo hiểm cho cá nhân của bạn ấy, bảo hiểm sức khỏe, và bạn ấy mua cái bảo hiểm cho cả ba mẹ của bạn ấy nữa. Thì mỗi tháng bạn ấy đóng khoảng 1.500 đô tiền bảo hiểm bên Việt Nam đó các bạn. Thì buộc đi qua đây, cái gánh nặng đồng tiền cái của chi phí ở Cali cộng với cái gánh nặng đồng tiền ở Việt Nam thì buộc bạn ấy phải đi cày và đi làm rất là vất vả để mà gửi tiền về bên đó để đóng bảo hiểm và trang trải chi phí tiền nhà, tiền ăn, tiền ở ở Cali. Và trước đó thì cũng có một thời gian bạn bỏ cái ý định làm nail. Một tuần bạn gái chỉ làm nail 1-2 ngày thôi, tại vì thấy nail nó cũng không có còn sống dễ sống như hồi xưa nữa. Thì nghe các anh chị trước đi qua trước thì làm nail thì bây giờ cũng đó may mắn và thành công, nhưng tuy nhiên là cái thời điểm này nó vẫn là đang còn rất là chậm, và bạn ấy cũng chọn một cái hãng để đi vô làm, và đi làm hãng 1 năm rồi. Thì sau thời gian 1 năm đi làm hãng thì cũng bị công ty cho nghỉ việc, tại vì công ty chậm, không có hàng làm, không có tiền trả cho nhân viên thì công ty cho nghỉ việc thôi. Thì cũng có thời điểm với một số người bạn của Tuyết thì cũng có rất là nhiều người bị nghỉ trong thời gian đó, và cũng xin được tiền trợ cấp thất nghiệp được vài tháng, và bây giờ đang tìm một vài cái hãng để mà xin nhưng mà chưa có xin được, tại vì tụi mình ở đây Cali tiếng Việt thì đi ra đường gặp người Việt rất là nhiều, quán ăn người Việt rất là nhiều, tiệm ăn tiệm làm người Việt rất là nhiều, nhưng mà một số công việc mà người ta cần về tiếng Anh ấy, thì tụi mình chưa có đủ khả năng để mà xin vô các công ty lớn của Mỹ, đủ khả năng để mà xin được một cái công việc làm nào đó mà có thể sử dụng tiếng Anh, nên đã gửi hồ sơ cho rất là nhiều công ty giới thiệu việc làm của người Việt. Các bạn thì gửi hồ sơ cũng một thời gian nhưng mà chưa có thấy anh ấy tìm được cái việc cho bạn mình, và cũng bản thân mình cũng gửi hồ sơ mấy tháng rồi chưa tìm được. Thì bây giờ bạn ấy đang gánh nặng chi phí thì bây giờ buộc bạn ấy đi xin một cái công việc làm khác. Vừa qua thì mình hỏi thăm xem là lương và thu nhập tiền ngành nail ở bên đó và thời gian bây giờ cái tiệm chỗ đó và cái thời gian bây giờ có tốt hay không. Thì bạn ấy nhắn với mình một câu mà mình thật là bối rối, là bạn ấy nói là em đã xin đi bưng phở rồi. Tại vì tuần rồi Tiết nhắn cho bạn ấy là có một cái chỗ này đó đang công ty nào đó đang tuyển người mười mấy 17 đồng 55 xu một giờ theo với cái lương minimum của chính phủ đó các bạn. Thì bạn ấy nhắn tin lại với mình là bạn ấy là đã tìm được cái việc bưng phở rồi, 200 đô một ngày. Thì mình thấy cũng mừng cho bạn ấy là tìm được cái công việc 200 đô một ngày. Tuy nhiên rằng khi mà mình hỏi cụ thể hơn thì tại vì mình biết tất cả các quán phở, nhà hàng phở và tiệm trà sữa, đồ uống, nước uống, bô bà xung quanh đây của người Việt và của San Jose này gần như tuyển với cái mức minimum thôi, có 17 đồng 55 xu một giờ hoặc là 18 đồng một giờ thôi. Và mình mới nghi ngờ, mình hỏi về cái thời gian làm việc của bạn ấy bao nhiêu mà bạn ấy được tới 200 đô một ngày. Mừng quá, thích quá vậy, 200 đô là nhiều rồi. Thì bạn ấy nói rằng mình làm một ngày 12 tiếng bưng phở. Một nữ giám đốc đã từng là một nữ giám đốc ở Việt Nam, bây giờ là qua đây đã trải qua rất là nhiều người, rất là nhiều ngành nghề, đi làm rất là nhiều nhà hàng, và đã có được một cái bằng mà có thể cắt tóc được, có thể làm facial được, có thể làm nail được, nhưng mà bây giờ bạn ấy lại chọn cái công việc là đi bưng phở để lấy tiền nhanh hơn, lấy tiền thu nhập ổn định hơn. Đi làm hãng thì mình luôn có cái cảm giác là trời ơi, không biết hãng này có bền không, không biết có bị lay off hay không, tại vì suốt ngày cái chữ bị lay off nó nằm trong đầu của tụi mình mấy bạn. Tại vì cái thời gian qua hãng của tụi mình nó cho lay off rất là nhiều đợt, mà mỗi đợt là hăm mấy người, mỗi đợt là hăm mấy người, cứ mỗi lần người ta lên cái đợt lay off là bắt đầu tụi mình nó thon thót trong tim, tim đập thình thịch đang bốn mắt nhìn nhau, không biết là trời ơi mình có nằm trong cái danh sách đợt này hay không, và nếu không nằm cả trong cái danh sách đợt này thì không biết cái đợt sau mình có nằm trong cái danh sách đợt sau hay không. Đó là cái suy nghĩ của những người làm hãng giống như tụi Tuyết. Và cái ngày nó đến thì nó đã đến, và bạn ấy cũng đã bị công ty cho nghỉ việc, và bây giờ là công việc bạn ấy chọn là công việc bưng phở một ngày 12 tiếng đồng hồ, 6 giờ sáng cho tới giờ 6, 6 giờ chiều, 12 tiếng để đổi lấy 200 đô la tại Mỹ. Thì 200 đô là mình chưa có trừ thuế, chưa có bất trừ bất kỳ khoản gì nha cả nhà.
Thì bạn ấy chưa có con thì chỉ có hai vợ chồng thôi, thì thuế mình tạm tính bao gồm thuế và tất cả những cái loại chi phí của tiểu bang và liên bang thì bao gồm khoảng tạm tính khoảng 30%, thì 200 đô mình trừ 30% là mình còn 160 đô một ngày. Tại thành phố San Jose phía Bắc Cali. Đó là một cái câu chuyện có thật. Mình luôn nhìn vào bạn ấy để mình lấy được cái năng lượng từ bạn ấy, tại vì bạn ấy có một cái năng lượng rất là tốt, có một cái sức khỏe rất là tốt, có một cái ý chí rất là nghị lực và cũng có một cái tính rất là dễ thương. Và tụi mình đang có những cái sự khó khăn nhất thời tại năm đầu năm 2024, và đó là một cái chia sẻ, thì cũng mong rằng bạn ấy giữ vững được sức khỏe, giữ vững được tinh thần và có một cái thu nhập ổn định. Phải nói là ổn định, không có bị bấp bênh, không có bị lao dốc, không có bị chông chênh để mà ổn định cuộc sống. Đây là một câu chuyện có thật. Thì cái gánh nặng đồng tiền cơm áo của những người tuổi trẻ như tụi Tuyết, không còn trẻ lắm đâu các bạn, cũng lớn, già rồi, sắp già rồi. Thì mình đang bị áp lực về đồng tiền, không có cơ hội để đi học, không có cơ hội để đi vô trường để ngồi học đâu cả nhà. Có đi vô học thì chỉ học được những cái lúc mà ngoài giờ làm, thì cái trường nào mà dạy được cái ngoài giờ làm á là sau 7-8 giờ tối á thì mình mới xách cặp đi học được. Nhưng mà gánh nặng đồng tiền đi làm một ngày 12 tiếng thì không có đủ sức khỏe để đi học. Đi học thì bữa học bữa không, cũng tùy theo tình hình sức khỏe mà đi học, chứ không phải là ngày nào cũng đi học được, tại vì nó không có đủ sức khỏe. Và thỉnh thoảng thì tụi mình cũng có gặp nhau, nhưng mà rất là hiếm có cơ hội để được gặp nhau, tại vì đi qua đây là mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng, mỗi người có một cái công việc riêng, mỗi người có một cái thời gian nghỉ ngơi khác nhau. Gần như là cô ấy không nghỉ ngày nào, và bản thân mình cũng vậy. Một tuần mình đi làm, một tuần 7 ngày mình đi làm hết 7 ngày, và cái lịch của mình mở ở trong tiệm là từ 8 giờ rưỡi sáng cho đến 8 giờ tối, coi như là 11 tiếng rưỡi. Một ngày bây giờ mình phải làm 11 tiếng rưỡi, và một mình làm 7 ngày trong tuần, mình không có ốp ngày nào hết. Nhưng mà được cái là công việc của mình nó không có bị áp lực, là mình không có phải ngồi ở tiệm mình chờ khi có khách thì mình mới chạy tới. Và giống như hôm nay thứ năm đấy các bạn, mà tiết chỉ có một khách lúc 5 giờ rưỡi chiều thôi. Hôm nay là ngày thứ năm và ngày đầu tháng 5. Và ngày hôm qua cũng là một ngày thu nhập không đồng của Tuyết. Đó là cái việc thường xuyên chứ không phải là thỉnh thoảng. Và cái nghề tự do như tụi mình thì đơn giản để hiểu là có khách là có tiền, không có khách là không có tiền. Giống như là một nghề kinh doanh vậy các bạn. Tại vì bên đây mình làm ăn chia chứ người ta đâu có trả bao lương cho mình đâu, nghề tự do mà. Có khách thì ăn chia chứ người ta đâu có trả lương đâu. Thì mình cũng cố gắng mình ở lại tiệm để mình ráng mình làm, mình bill khách các bạn, tại vì cái nghề này nó như vậy thì phải kiên trì thôi. Có quá là nhiều hãng điện tử ở đây nhưng mà đang rất là khó xin việc, tại vì giai đoạn này rất là nhiều hãng xưởng người ta kinh doanh lỗ lã, người ta đóng cửa, rồi một số hãng xưởng người ta mua cả đi tiểu bang khác, rồi một số hãng xưởng mà người ta cần tiếng Anh nhiều, giống như vừa qua Tuyết cũng đã xếp hàng để đi phỏng vấn xin việc vào một cái tập đoàn lớn của Mỹ với cái mức lương là minimum của San Jose là 17 đồng 55, và hãng đó là tập đoàn lớn của Mỹ, thì cũng đã trả cho nhân viên được từ 24 cho đến 27 đồng một giờ, tùy theo mà các bạn chọn làm cả đêm hay là cả ngày. Tuy nhiên mình đã đi phỏng vấn và bị rớt, và đó là cái bài học để mà Tuyết rút ra là kiếm đồng tiền rất là khó nha các bạn. Ok, một cái chia sẻ về những hoàn cảnh, những cuộc sống, đời thực đang diễn biến tại xung quanh Tuyết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của Tuyết. Mình là Tuyết Tuyết, USA, cuộc sống Mỹ. Nơi Tuyết sống là thành phố San Jose, phía Bắc Cali. Dạ, xin mời quý vị hãy để lại cho Tuyết xin một vài cái bình luận, một vài lời động viên, một vài lời chia sẻ, cũng như là việc quý vị đã từng sang Mỹ và đã hòa nhập vào cuộc sống Mỹ như thế nào, và bao nhiêu năm thì quý vị có thể ổn định cuộc sống, và ngày hôm nay thì quý vị cảm thấy là cuộc sống của mình có được như mong muốn hay không? Dạ, xin cảm ơn cả nhà.